Chào mừng bạn đến với kênh YouTube Bản tin 24 giờ. Hãy nhấn subscribe và like để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ. Trung Quốc mất trụ cột quan trọng ở cuộc đấu với tuyển Việt Nam. Hậu vệ Tang Meao sẽ phải lên bàn mổ vào ngày mùng 10 tháng 8, sau đó nghỉ thi đấu dài hạn, lỡ hẹn với hai trận gặp đội tuyển Việt Nam ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á hậu vệ Tang Mi Hao hiện đang là đội trưởng câu lạc bộ Quảng Châu, là trụ cột quan trọng của đội tuyển Trung Quốc dưới thời huấn luyện viên Li Tai. Tang Mi Hao luôn giữ suất đá chính ở bên hành lang phải đội tuyển Trung Quốc ở vòng loại thứ hai World Cup 2022, theo báo chí Trung Quốc. Câu lạc bộ Quảng Châu đã xác nhận Tang Mi Hao đã bị rách sụn trên đầu gối phải và sẽ được tiến hành phẫu thuật vào ngày mùng 10 tháng 8. Dự kiến anh sẽ không thể hồi phục sớm, có thể phải kéo dài sang cả năm 2022, đây rõ ràng là tổn thất rất lớn của đội tuyển Trung Quốc nhưng cũng là tin vui với đội tuyển Việt Nam trong hai trận đối đầu sắp tới tại vòng loại cuối World Cup 2022. Hai lượt trận đi và về giữa đội tuyển Việt Nam với Trung Quốc diễn ngày mùng 7 tháng 10 năm 2021 và ngày mùng 1 tháng 2 năm 2022. 12. Mùng 1 Tết nhâm dần, trong thời gian qua, báo chí và người hâm mộ Trung Quốc đã chỉ trích việc giải vô địch quốc gia nước này diễn ra với mật độ dày đặc, khiến nhiều trụ cột của đội tuyển quốc gia dính chấn thương. Dù vậy, theo Li Tai, việc các cầu thủ được thi đấu thường xuyên cũng giải quyết được bài toán về phong độ. Cần nên biết rằng nhiều đối thủ, trong đó có Việt Nam hiện đang dừng giải quốc nội, các cầu thủ lên tập trung trên đội tuyển chỉ tập chay. Huấn luyện viên ly Tai hy vọng sau khi lên tuyển, sẽ không có thêm trường hợp chấn thương đáng tiếc nào nữa. Ở hàng phòng ngự, ngoài Tăng My hậu vệ phải Gu Gang cũng đang gặp vấn đề về sức khỏe. Tuy nhiên, trong tay huấn luyện viên ly Tai vẫn còn khá nhiều sự lựa chọn khác như Guang Chenchao, Chen Chao, Li Lei, Zhang Hipeng và Micro Motion. Trong số này, Guang Chao và Micro Motion có thể đá tốt ở cả hai cánh và đều là ngôi sao của câu lạc bộ Quảng Châu tại Chinese Super League, CSL. Tại vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á, Trung Quốc nằm cùng bảng B với Việt Nam, Nhật Bản, Australia, Saudi Arabia, Oman, theo kế hoạch. Đội tuyển Trung Quốc sẽ tập trung tại Thượng Hải vào ngày 18 tháng 8 để chuẩn bị cho các trận đấu tại bảng B vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu. Vực châu Á, theo đó, huấn luyện viên trưởng Li Tai sẽ triệu tập khoảng 30 cầu thủ tốt nhất tham dự giải đấu này. Tuy nhiên, theo báo chí Trung Quốc, liên đoàn bóng đá Trung Quốc, CFC vẫn chưa chính thức chốt được địa điểm tổ chức các trận sân nhà. Dù sân Thượng Hải đã sẵn sàng cho các trận đấu ở vòng loại cuối World Cup 2022, nếu không đăng ký sân nhà với AFC, Trung Quốc sẽ phải chọn một sân trung lập như Australia, nhưng điều này rất khó xảy ra. Bởi đội tuyển Trung Quốc đang đặt tham vọng rất lớn và không muốn đánh mất lợi thế ở vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á. Về sự chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam, hiện tại Văn Hậu đang chưa rõ có thể kịp hồi phục chấn thương đầu gối trước hai trận diễn ra vào tháng 9 hay không. Trường hợp của Tuấn Anh đã trở lại vào buổi tập hôm qua, mùng 8 tháng 8, trong khi Văn Toàn và Tiến Linh khả năng tập cùng toàn đội trong buổi tập chiều nay, Hoàng Quốc